ăn hơi không hết thì mẹ là nước ép cho. Không hết ngủ dậy rồi ra, con lại mở mắt ra con chả dám ăn tiếp. Cái gì vậy? Vứt con Lily. Dũng biết rằng Lily đang nhìn cái gì không? Con chó. Đúng rồi. Suốt ngày nhìn chó. Đúng rồi. Đúng. Nào nào cũng không ăn bánh này được, bánh này bánh sô cô la không ăn sẽ bị đau bụng ấy nhá, không ăn chị, được bánh đó đâu. Chỉ có được con ăn được thôi. Đúng rồi, bánh này chị Dung ăn thôi con ạ. Không được bánh sô cô la đâu. Chỉ có bạn, chỉ có con bạn con mới ăn được thôi đúng không? Ừ. Chứ không phải Dung, là chị Lily ăn bánh sô cô la là em bị đau bụng. Có một lần con nhớ em trốn mẹ em ăn bánh sô cô la xong mà em bị tiêu chảy không?